Trong 8 tháng năm 2021, có 85,5 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 24,2% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 43,2 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn. Trung bình mỗi tháng có gần 10,7 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường. Nhiều tỉnh, thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống COVID-19 đã khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bị ảnh hưởng nặng nề. Dù đã nỗ lực thích ứng, thế nhưng nhiều doanh nghiệp cũng chỉ có thể hoạt động cầm chừng, tạm ngừng hoặc giải thể. Hà Nội, nơi thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch bệnh, các doanh nghiệp đều phải hứng chịu những tác động không mong muốn. Cái doanh số bán hàng của công ty chúng tôi cũng vì thế mà giảm đi đến 50% so với cùng kỳ của năm trước. Nghệ An, dù dịch bệnh COVID chưa nghiêm trọng như các địa phương tâm dịch, nhưng các doanh nghiệp vẫn bị ảnh hưởng nhiều do những tác động gián tiếp và trực tiếp của dịch bệnh. Thiếu nguyên, nhiên vật liệu đầu vào, giảm năng suất sản xuất, khó khăn tiêu thụ sản phẩm. Những vấn đề này đang gây khó khăn cho hoạt động sản xuất của doanh nghiệp. Ở Hoàng Mai thì có một cái sự giảm sút. 8 tháng đầu năm thì chúng tôi, cái xuất khẩu của chúng tôi chỉ đạt có 69% so với cùng kỳ năm ngoái thôi, giảm đi hơn 100.000 tấn. Nhận định hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên cả nước đã đang và vẫn sẽ phải đối mặt với không ít thách thức. Ngay từ đầu năm 2020, Tổng cục Thuế đã bám sát tình hình thực tế để nghiên cứu, xây dựng, báo cáo cấp có thẩm quyền, ban hành và triển khai các giải pháp hỗ trợ. Tiếp nối những giải pháp đã ban hành năm 2020, đầu năm 2021, nhiều chính sách thuế hỗ trợ doanh nghiệp và người dân được triển khai. Nghị định số 52 là một trong những chính sách thuế có nhiều tác động đến doanh nghiệp và người dân. Nghị định cho phép mở rộng đối tượng và kéo dài thời gian gia hạn, thời hạn nộp thuế, giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất cho những đối tượng bị ảnh hưởng vì dịch bệnh. Cái việc gia hạn này có ý nghĩa rất là thiết thực. Chúng ta sẽ thấy được cái tác dụng của việc gia hạn thuế. Thay vì nhà nước đưa vào ngân sách để chi trả những khoản chi khác, thì nhà nước sẽ nhường cái thuận lợi lại cho doanh nghiệp để dành khó khăn về mình. Doanh nghiệp có nguồn trang trải, kinh phí để vượt qua khó khăn. Thủ tục để được gia hạn theo Nghị định 52 được đơn giản hóa, hồ sơ đơn giản, thời gian giải quyết nhanh. Chỉ cần nộp một lần duy nhất giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất cho cơ quan thuế. Thủ tục nhận hỗ trợ từ Nghị định 52 được phép thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Nghị định số 52 năm 2021 đưa ra nhiều nhóm ngành được gia hạn tiền thuế và tiền thuê đất để nhiều doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp siêu nhỏ được tiếp cận việc gia hạn như hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng, xây dựng, hoạt động xuất bản, điện ảnh, sản xuất chương trình truyền hình, ghi âm và xuất bản âm nhạc. Về thời gian gia hạn, Tổng cục Thuế đã thiết kế để giãn cách thời hạn thanh toán, không để dồn tất cả vào tháng 12. Đơn cử như thuế giá trị gia tăng của tháng 3 sẽ được gia hạn 5 tháng, thì tháng 9 sẽ phải nộp thuế hoặc tiền thuê đất. Đến 31 tháng 11, doanh nghiệp mới phải thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thay vì nộp vào ngày 31 tháng 5. Căn cứ vào nghị định như vậy thì chúng tôi thuế giá trị gia tăng chúng tôi được gia hạn nộp là 3 đến 5 tháng, kéo dài 3 đến 5 tháng. Thuế thu nhập doanh nghiệp thì được kéo dài là gia hạn là 3 tháng và tiền thuê đất ấy thì được gia hạn là 6 tháng. Và như vậy thì theo nghị định 52 này thì đến thời điểm này chúng tôi được gia hạn là khoảng trên dưới 23 tỉnh. Công ty chúng tôi thì được gia hạn hai loại thuế, cụ thể là thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp. Ngành thuế đã quyết liệt triển khai nghị định 52 trên cả nước, tạo điều kiện tối đa để doanh nghiệp được tiếp cận dễ dàng với chính sách hỗ trợ, giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí, gánh nặng tài chính trong lúc khó khăn. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, thì để tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh, thì ngày 19 tháng 4 năm 2021, Chính phủ đã ban hành nghị định số 52, gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2021. Tổ chức cái việc triển khai thực hiện nghị định một cách tốt nhất, cơ quan thuế các cấp đảm bảo về cái hạ tầng công nghệ thông tin và bố trí đầy đủ cán bộ để thực hiện hỗ trợ người nộp thuế khi mà có cái giấy đề nghị gửi đến. Và cơ quan thuế thì sẽ
tiếp nhận và xử lý một cách nhanh nhất và tự động hóa từ các khâu cập nhật thông tin, đề nghị của người nộp thuế đến phân loại, thống kê, xác định nghĩa vụ thuế. Cục thuế tỉnh Nghệ An dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính đã triển khai đồng loạt nhiều biện pháp, trong đó có cái việc triển khai tích cực, hiệu quả của Nghị định số 52 của Chính phủ. Thứ nhất ấy, là Cục Thuế Nghệ An đã tổ chức cái việc tuyên truyền sâu rộng với nhiều hình thức phong phú đa dạng để người nộp thuế biết được các đối tượng, rồi thời gian được gia hạn và tình hình thủ tục. Thứ hai là Cục Thuế Nghệ An đã chỉ đạo các phòng và các chi cục thuế phải chủ động, quyết liệt và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người nộp thuế được hưởng cái quyền lợi của mình. Và cái thứ ba là Cục Thuế Nghệ An đã thành lập cái tổ triển khai nghị định số 52 do một đồng chí lãnh đạo cục phụ trách. Cái tổ này có trách nhiệm là nhanh chóng tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho người dân, cho doanh nghiệp và kiểm tra, chỉ đạo tiến độ triển khai thực hiện nghị định số 52. Tính đến hết tháng 8, theo nghị định 52, tổng số đơn đề nghị gia hạn gần 140.000, tổng số thuế tiền thuê đất được gia hạn gần 73.000 tỷ đồng. Nghị định 52 ra đời đúng thời điểm các doanh nghiệp đang phải gồng mình giải quyết nhiều vướng mắc, áp lực tài chính có thể làm các doanh nghiệp suy sụp. Chính vì vậy, việc gia hạn tiền nộp thuế đã giúp doanh nghiệp có thêm nguồn tiền, giảm chi phí để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh. Từ tháng 7 năm 2021, dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp và đang tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng, nặng nề tới hoạt động của doanh nghiệp, người dân. Sức khỏe của một số nhóm doanh nghiệp, các hộ cá nhân kinh doanh đặt trong trạng thái báo động. Ngoài những chính sách hỗ trợ đã triển khai, cần có thêm các gói hỗ trợ cấp cứu doanh nghiệp trong thời gian tới. Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15 vào cuối tháng 7 đã ban hành bản nghị quyết đặc biệt, trong đó giao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện một số giải pháp cấp bách ứng phó với diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19, bao gồm cả giải pháp về thuế. Ngày 13 tháng 8, Chính phủ ban hành nghị quyết số 89 về thông qua dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành một số giải pháp miễn giảm thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân chịu tác động của dịch COVID-19. Chúng tôi tính toán là tổng số giảm thu ngân sách để hỗ trợ cho doanh nghiệp khoảng trên 20.000 tỷ trong từ nay cho đến cuối năm. Và đây cũng là một cái giải pháp để chia sẻ và giúp đỡ các cái doanh nghiệp vượt qua cái khó khăn trước mắt để phục hồi sản xuất và kinh doanh một cách có hiệu quả trong tương lai. Mặc dù nguồn thu ngân sách bị ảnh hưởng, nhưng trong bối cảnh khó khăn, cái được lớn hơn cả đó chính là thể hiện sự đồng hành, quan tâm của nhà nước, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Chúng ta đều biết rằng là ngân sách quốc gia thì đang rất là khó khăn. Hầu như năm nào chúng ta cũng bộ chi. Như vậy là cái nguồn gọi là tích trữ của ngân sách để chi cho những khoản như là hỗ trợ cho doanh nghiệp, hỗ trợ cho người dân hoặc là không thu những khoản thuế và nó lại làm cho tình trạng là ngân sách bị hụt thu hơn. Rõ ràng đây là một cái cố gắng nỗ lực rất lớn của chính phủ chấp nhận thắt lưng buộc bụng trong bối cảnh ngân sách hạn hẹp để giúp cho người dân có được các cái nguồn để cứu trợ cái lúc khó khăn vượt qua đại dịch, giúp cho doanh nghiệp đỡ các cái phần khó khăn để có thể trụ vững trở lại hoạt động sau khi chúng ta kiểm soát được dịch bệnh. Tính chung, tổng số tiền thuế và thu ngân sách đã gia hạn miễn giảm năm 2020 là khoảng 129.000 tỷ đồng. Gói gia hạn miễn giảm thuế phí, lệ phí, tiền thuê đất đã ban hành năm 2021 là khoảng 118.000 tỷ đồng. Gói hỗ trợ dự kiến là 20.000 tỷ đồng. Bên cạnh nỗ lực khống chế đại dịch, lúc này rất cần những chính sách hỗ trợ để tăng cường sức chống chịu cho doanh nghiệp, giúp đỡ người dân vượt qua khó khăn do tác động của dịch COVID-19.